Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý khách hàng và các anh chị tư vấn tài chính thân mến. Tên tôi là Nguyễn Thị Dung, tư vấn tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Hanolife Việt Nam, văn phòng tại Bắc Ninh. Lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho lực lượng kinh doanh văn phòng Bắc Ninh xin gửi đến quý vị đại biểu, ban lãnh đạo công ty, gia đình anh Nguyễn Đình Hiển và toàn thể quý khách lời chào trân trọng nhất. Trong những năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều khách hàng được nhận quyền nợ từ hợp đồng bảo hiểm. Và khoản tiền đó giúp họ giải quyết được những kế hoạch tài chính của gia đình như mua sắm những tài sản đắt tiền, hoặc có thêm một tài chính của gia đình như họ có thêm một khoản tiền để cho con cái tiếp tục học đại học hay lập nghiệp. Có người chỉ đơn giản là lên kế hoạch đó để làm một chuyến du lịch nước ngoài cho cả hai vợ chồng khi ở tuổi nghỉ hưu hoặc tuổi già. Được độc lập về tài chính không phải phụ thuộc vào con cái. Tuy nhiên, điều mà họ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi được biết kế hoạch tiết kiệm của họ tại công ty bảo hiểm nhân thọ đã góp phần tương trợ giúp đỡ, bù đắp cho những khách hàng khi tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro. Thưa quý vị, bên cạnh những khách hàng may mắn được nhận tiền khi đáo hạn hợp đồng như trên, thì còn có một bộ phận nhỏ khách hàng kém may mắn hơn. Họ là những người không may gặp phải những rủi ro như tai nạn, bệnh tật hay mất sớm. Họ ra đi để lại cho gia đình, bạn bè, người thân nỗi tiếc thương vô hạn. Bên cạnh sự trống vắng về tinh thần, tình cảm, đè nặng trên vai người ở lại là gánh nặng về tài chính, nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, rồi những khoản nợ lần chưa kịp trả trong nguồn sống với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm có khi là vài trăm triệu, có khi là hàng tỷ đồng. Đã xoa dịu nỗi đau mất mát và giúp họ trang trải những khó khăn tài chính trước mắt, ổn định cuộc sống trong một khoảng thời gian vài ba năm, bản thân người ra đi cũng đã được yên lòng vì bảo hiểm nhân thọ đã giúp họ đạt được tâm nguyện hoàn thành trách nhiệm tình yêu với những người thân yêu của mình. Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 2018, tôi có đến tư vấn cho chị Hoàng Thị Quyên, thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tích lũy tiết kiệm một khoản tiền, chị Quyên đã bàn với chồng quyết định tham gia chương trình An Khang Tài Lộc của công ty Hanolife Việt Nam với mức tiết kiệm là 15 triệu đồng trên một năm, để sau 20 năm sẽ nhận về cả gốc và lãi khoảng 500 triệu đồng. Vẫn biết khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, không ai nghĩ mình sẽ gặp rủi ro, nhưng cuộc sống là như vậy, rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cuối năm 2019, không may chị Quyên đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, quái ác. Khoảng hơn 3 tháng sau, ngày 15 tháng 1 năm 2020, chị Quyên đã chút hơi thở cuối cùng. Nhận được tin của gia đình, đại diện công ty đã đến thăm viếng, chia sẻ và động viên gia đình. Sau đó tôi đã hỗ trợ và giúp gia đình anh Hiển, chồng chị Quyên, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm để gửi về công ty. Sau 30 ngày thẩm định xem xét hồ sơ, ngày 26 tháng 3 năm 2020, công ty bảo hiểm nhân thọ Hanolife Việt Nam đã ra quyết định chi trả 950 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho gia đình anh Nguyễn Đình Hiển. Điều này đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của công ty đối với khách hàng nhằm hỗ trợ và giúp gia đình vượt khó khăn. Hôm nay công ty tổ chức lễ chi trả quyền lợi cho chính khách hàng mà tôi đã ký kết, khiến tôi không khỏi xúc động vì khách hàng của tôi được đảm bảo quyền lợi. Trong quá trình làm việc, tôi và các đồng nghiệp của mình cũng còn rất nhiều khó khăn. Không chỉ là đường xá xa xôi, gõ cửa từng nhà
khách hàng để mang lại những giải pháp tài chính đến cho gia đình họ, mà còn cả những lời từ chối, phản ứng thái quá, làm tâm trạng nhiều lúc bị thay đổi. Nhưng vì những giây phút này, chúng tôi yêu nghề hơn, vì bằng việc chuyển giao rủi ro thông qua hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi đã giúp được nhiều gia đình vượt khó khăn khi rủi ro không mong đợi xảy đến để ổn định cuộc sống và gia đình. Lễ chi trả hôm nay là một minh chứng rất rõ ràng về điều trên. Trước khi dừng lời, tôi xin trích dẫn tâm sự của một khách hàng tham gia bảo hiểm. Tôi tham gia bảo hiểm là để nếu sống thọ, tôi có tiền mà sống. Khi ốm đau, người thân phải lao lực cùng tôi. Nếu bị ung thư, tôi sẽ tránh được ung thư về tài chính. Nếu chẳng may phải nằm một chỗ, bảo hiểm sẽ thay tôi đi làm. Và nếu một ngày tôi không trở về nhà được nữa, bảo hiểm nhân thọ sẽ đến gõ cửa, ở lại chăm sóc những người thân yêu của tôi. Tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ là để được bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn. Chúng tôi yêu bảo hiểm vì những giá trị tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn được đồng hành với tất cả khách hàng ngồi đây, cũng như nhiều khách hàng, trong những kế hoạch tài chính gia đình. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và quý vị khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là luôn được bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.